Vâng, xin các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy in, nhưng không phải là chiếc này, cũng không phải cái loại đùng nhựa này, mà nó sẽ là một cái loại khác, hoàn toàn khác với chiếc này luôn. Và nó cho cái độ chi tiết của cái sản phẩm được in ra rất là cao, rất là nét so với cái máy in này rất là nhiều. Và đây là chiếc máy in mình vừa nhắc đến với các bạn đây. Máy này là của hãng Anet nha, 3D Print Anet này, con này là con N4. Anet là một thương hiệu sản xuất máy in của Trung Quốc, nhưng mà với chất lượng rất là tốt các bạn, gia công cực kỳ tốt. Các bạn sẽ không thấy nhựa, cái cuộn nhựa đâu. Chúng ta sẽ không có cuộn nhựa mà nó sử dụng chất lỏng. Sau đó là nó sử dụng cái tia UV á, và làm đông cái chất lỏng đó thành từng lớp. Độ chính xác của sản phẩm phải nói là rất là đẹp các bạn. Cái sản phẩm này anh em muốn mua thì phải truy cập vào link kết ở trong phần mô tả video, ở trên cái web là shop.anet3d.com nha. Rồi, cái sản phẩm máy in Anet đó thì được mình lấy trực tiếp tại hãng trên trang web shop.anet3d.com nha. Con này là con N4 LCD. Con này hiện tại đang được bán ở mức giá là 279 đô, nhưng mà anh em có thể sale ở mức là 220 đô, giá thì cũng khá là ok. Giờ anh em nào quan tâm thì có thể truy cập vào trang web shop.anet3d.com hoặc có thể truy cập vào link code ở trong phần mô tả video. Ngoài cái sản phẩm này ra thì họ còn khá là nhiều sản phẩm khác như những máy in đùng nhựa với độ chi tiết rất là cao, và giá thành mình thấy cũng khá là hợp lý cho những cái chiếc máy in 3D như này cho anh em tập tành in 3D. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh em xem con này bên trong như thế nào nha. Đây là toàn bộ bên trong sản phẩm của chúng ta này. Thay vì cuộn nhựa in á, thì chúng ta sẽ có một cái dung dịch khi mà tiếp xúc với cái tia UV á, thì dung dịch này sẽ đông lại. N4. Cái này là sách hướng dẫn sử dụng. Cái này là một cái tấm phim. Đây là một cái tấm dán lên cái khay á. Cái khay sau này là sẽ là chứa cái dung dịch này này. Cái dung dịch này. Đây chúng ta sẽ có thêm một cục nguồn adapter 12V 5A. Cái này là bộ găng tay này. Hai cái đồ để cài chi tiết này. Đây là cái khay nè các bạn. Và cái miếng này sẽ là cái miếng Seiko. Cái miếng này sẽ được dán đây này, nhưng mà Seiko đến cho thai á. Đây là hai con ốc. Đó, một màn hình LCD nha. Mặt sau chúng ta sẽ có hai cái thông khí này. Nút nguồn làm rất là đẹp. Rắc nguồn. Còn cái này là USB. Chúng ta sẽ được sẽ có thêm một cái USB C nè. Cái này là USB chứ không phải là đọc để nhớ nha. Như cái mặt trống vậy các bạn. Nhìn rất chi và này nọ các bạn. Rồi các bạn, bây giờ thì mình sẽ xét con này nha. Là cài đặt ban đầu cho nó. Thì đây nó cho các bạn một cái lục giác này. Ở phía trên này sẽ có một con ốc. To nè, mâu nè. Sử dụng một tờ giấy A4 nha, các bạn lót phía trên này. Bao nhiêu lục giác này dặn lại. Ok các bạn, đây là cái USB mà nó cho sẵn này. Thì anh em sẽ bấm vào phần sụt qua này. Ở trên đây chúng ta sẽ có hai cái phần mềm của cái máy Anet N4 luôn nha. Anh em bấm vào cài đặt tùy theo phiên bản của máy các bạn là 64 bit hay 32 bit nha. Ở đây thì mình cài rồi.
khi cài nó ra các bạn sẽ được cái giao diện như này ha. Ở đây nó có hai phiên bản này, con N4 và con N7. Ở đây mình sẽ chọn con N4 nha. Sau đó các bạn ép này. Ở đây mình có một cái chi tiết file in 3D này, đây một chiếc thuyền, và file in 3D nó thường sẽ là file .html nha. Rồi. Bấm ra như thế này. Đây là chiếc thuyền của chúng ta. Ở phía dưới này là những cái thông số mà các bạn có thể tùy chỉnh này. Ở phần cuối cùng là scale. Anh em sẽ scale nó lên là 2 này. Đó, scale lên 3 này. Ở đây thì mình sẽ scale nó là 2. Sau đó qua bằng support này. Nếu mà chi tiết của bạn cần support á, thí dụ như là như này, support là những cái này này. Những cái cây mà để nó đỡ các bạn, đỡ chi tiết á, để không chi tiết nó không bị gãy. Thì anh em vô phần support. Không có support thì thôi. Tiếp theo là các bạn qua cái phần là selecty này. Cái phần này thì anh em sẽ cài đặt những cái thông số này giữ nguyên nha. Giữ nguyên hết này cho mình. Bởi vì đây đúng máy luôn rồi, họ cài đặt sẵn hết trơn rồi. Name này là tên cái folder. Folder này các bạn sẽ là cái folder để các bạn lưu cái file này. Giờ mình sẽ chọn là tên nó là thuyền 3 đi. Rồi up lên trên. Xong. Đây là cái nơi để các bạn lưu file này. Sau khi mà hoàn tất hết thì các bạn bấm vào đây. Phần này. Lissy này. Rồi. Mở này. Nó sẽ có một cái file bo 3.n4 này. Ha, file bo 3.n4 các bạn copy cái này vào USB, sau đó là mở file và in cái này ra thôi. Là máy nó sẽ tự động làm, các bạn không cần làm gì nữa hết. Mình sẽ đi phơi con này nha. Xong chúng ta sẽ được một chi tiết như thế này. Đây là một chiếc thuyền cùng với kích thước tỷ lệ luôn. Với con INET N4 này các bạn có thể in rất là chi tiết luôn. Cái dòng chữ LED Kobe này ở đây nó vẫn có thể thấy được. Còn đối với con này thì chúng ta hoàn toàn không thể thấy được luôn. Anh em có thể thấy nè. Chúng ta sẽ bị lược bỏ cái phần này luôn đi, nó in không được. Còn bên đây thì nó in phải nói là cực kỳ sắc nét luôn các bạn. Đây. Ngoài cái chiếc thuyền này ra thì mình còn in thêm một số chi tiết bự hơn như thế này. Đây. Thì đối với cái chi tiết này chắc chắn cái máy in kia thì nó không thể nào làm được. Chỉ có loại giống con Anet thì nó mới làm được thôi. Sau khi in xong các bạn có thể rửa lại nó với cồn hoặc là có thể đem đi phơi nắng là xong nha. Rồi, nếu anh em nào muốn mua sản phẩm này thì truy cập vào link kết ở trong phần tả video nha.
Rồi, rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhấn like, share và subscribe mình nha. Cảm ơn các bạn.